Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Milo Võ. Video hôm nay mình xin mời các bạn theo chân nhà mình ghé thăm khu du lịch đảo khỉ ở Nha Trang. Mở đầu video xin mời các bạn cùng ngắm đảo khỉ từ trên cao nhé. Đây là bến tàu Long Phú. Bến tàu này sẽ là nơi đi thuyền đến các đảo du lịch nổi tiếng ở Nha Trang như đảo Khỉ, đảo Hoa Lan. Đây là vị trí đảo Khỉ trên Google Maps, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 16 km, khoảng 25 phút đi xe. Các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc xe buýt đến đây vì cũng khá gần. Đây là giá vé tham quan đảo khỉ mà các bạn cùng tham khảo bên dưới. Thời gian mở cửa từ 7h30 đến 16h30. Cách 30 phút sẽ có một chuyến tàu ra đảo, nhưng cần đủ ít nhất 10 khách thì tàu mới chạy. Giờ nhà mình bắt đầu di chuyển ra cầu tàu để lên thuyền ra đảo. Thời tiết hôm nay khá đẹp và mực nước biển rất trong và xanh. Giờ tàu cũng đã chạy, xin mời các bạn cùng ngắm cảnh biển cùng nhà mình trên tàu nhé. Đặc biệt một góc vịnh Nha Phu rất đẹp. Tàu di chuyển từ 15 đến 20 phút là tới nơi. Khoảng cách từ bến thuyền Long Phú ra đảo khoảng 2,7 km. Sau khoảng 15-20 phút thì tàu đã ra đến đảo. Vị trí cầu tàu đi vào rất đẹp, các bạn đừng quên chụp ảnh check-in nhé. Giờ xin mời các bạn cùng nhà mình dạo một vòng quanh đảo Khỉ nhé. Đảo khỉ Nha Trang là một hòn đảo đặc biệt nằm ở phía bắc Nha Trang. Nơi đây là vương quốc của hơn 1.500 loài khỉ đang được bảo tồn và sinh sống tự nhiên. Trước năm 1975, hòn đảo này chưa có khỉ. Sau năm 1975, các chuyên gia Liên Xô mang khỉ đến đây để nuôi và nghiên cứu khoa học, và chúng tự sinh sản để hành bầy đàn cho đến ngày nay. Vì vậy, hòn đảo này có tên là đảo khỉ. Nơi đây có nhiều cảnh quan, phong cảnh hữu tình và biển rất đẹp. Tiếp lát quay ra sao. Giờ nhà mình di chuyển bằng xe thuê để ra bãi sau vì đi bộ cũng hơi xa. Đây là khu vực bãi sao của đảo khỉ. Tại đây các bạn có thể cho khỉ ăn, chụp ảnh check in với khu vực đá nhiều màu sắc. Đây, đây, đây. Này Mi, làm gì? Để con không có gì ăn hết. Con quay lại mất cơm nè. Đây là khu vực chòi nằm nghỉ và tắm biển, bao gồm trong giá vé. Thức ăn các bạn có thể dùng tại nhà hàng bên cạnh. Bãi biển tại đây rất trong xanh và đẹp, góc nhìn về phía vịnh Nha Phu rất đẹp. Các bạn có thể nghỉ ngơi và tắm biển ở đây. Một chú ý nhỏ là khỉ ở đây rất phá, các bạn đừng để đồ ăn trên bàn nhé. Ở đảo khỉ có nhiều hoạt động như siết khỉ, khỉ bơi đua, khỉ bơi với chó, vân vân. Các bạn có thể tranh thủ xem vào khu giờ trưa nhé. Một lưu ý nhỏ là chuyến tàu cuối cùng rời đảo khoảng 4:30 chiều, nên các bạn tranh thủ và canh kịp giờ ra tàu nhé. Video đến đây là kết thúc. Nếu xem thấy thích video này, xin các bạn hãy like và để lại bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để xem các video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.